Kakapo, giống loài ăn hại đi ngược lại với tự nhiên về ham muốn sinh tồn. Vẹt Kakapo, hay còn được gọi là vẹt cú, là một loài động vật rất quý hiếm, có lông màu xanh, mặt giống như cú nhưng lại không bay được. Nhìn thân hình nó lật đật khá là giống với chim cánh cụt. Kakapo được mệnh danh là loài vật lù đù ăn hại nhất trong các loài chim, bởi Kakapo có tư duy sống rất khác lạ với các loài vật khác. Là loài vật thích tiến hóa ngược. Không chỉ chim cánh cụt, vẹt Kakapo cũng là một loài chim không biết bay. Thực ra thì phải khẳng định là tổ tiên của nó biết bay, cùng họ của nó cũng biết bay. Thế nhưng sau này, qua quá trình gian nan tiến hóa thì nó thành ra không biết bay nữa, mà lý do thì là do quá mập. Đôi cánh của nó không đủ điều kiện sức khỏe để có thể nhấc cả cơ thể nặng hơn 2kg của nó lên trên không trung được. Vẹt Kakapo đã tiến hóa để vươn tới ước mơ mập nhất trong các loài vẹt và nó đã thành công. Hiện tại thì nó đã chuyển sang bộ môn cúp bộ. Loài chim có khuôn mặt ngáo ngơ và ít biết sợ. Đặc tính của Kakapo là khi quá sợ thì nó sẽ đóng băng, đứng chết chờ chồng kiểu như là bị trúng lời nguyền vậy. Nếu may mắn không bị thịt thì bọn nó sẽ chạy trốn bằng cách leo lên cây. Bọn nó leo cây bằng móng. Đến chỗ cao nhất thì nếu kẻ thù không đuổi kịp, nó sẽ dùng khoảng 1 đến 2 tiếng để loay hoay trèo xuống. Còn nếu kẻ thù sát ít thì nó sẽ sẵn sàng nhảy ra và vỗ cánh. Vậy thì sau đó? Làm gì có sau đó nữa? Nó có biết bay đâu? Vẹt Kakapo không té kiểu chân tiếp đất, mà nó sang chảnh hơn là trực tiếp thể hiện tình yêu đồng đàn qua nụ hôn cháy bỏng với đất mẹ bằng việc tiếp đất bằng mỏ. Xong, bình thường thì bọn nó rất ít khi sợ. Vẹt Kakapo là những anh hùng thực sự. Gặp thiên địch thì mặt nó sẽ có kiểu như là con hơn thì lao vào đây. Thậm chí một số con sẽ bám dính lấy kẻ chuẩn bị ăn thịt nó và dùng ánh mắt thiện lành để cố gắng làm quen. Con mái rất sợ giao phối. Vẹt Kakapo mái rất sợ giao phối. Bọn nó trốn tránh con đực, tầm 1-2 năm gì đấy thì mới giao phối một lần. Và khi giao phối thì con đực cũng cực kỳ vất vả, vì con mái sẽ chạy lòng vòng chán rồi mới chịu giao phối. Ngược lại, vẹt Kakapo trống thì mỗi ngày gọi mái tầm 10.000 lần. Tiếng kêu của con đực thì rất khàn và có thể vang xa đến 5 km. Tuy nhiên, tiếng kêu này thì ít gọi được con mái, mà đa phần là thu hút những loài chim ăn thịt nhiều hơn. Đôi lúc vã quá thì nó có thể giao phối với cả những cành cây, lá hoa hẹ gì đó mà nó nghĩ đó là con mái. Kakapo có những thú vui kỳ quặc. Có một số đoạn clip ghi lại, vẹt Kakapo mẹ thường xuyên mổ cốc cốc vào đầu của con non. Các nhà khoa học hiện nay cũng chưa lý giải được là tại sao mà con vẹt mẹ lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Và những con vẹt con bị mẹ cốc vào đầu thuở nhỏ, sau này chúng lớn lên sinh con thì sẽ tiếp tục gõ vào đầu con mình như thế. Vẹt Kakapo vốn không có bất kỳ một cơ chế phòng vệ nào. Nếu như thấy một âm thanh kỳ lạ ở gốc cây thì nó phi như tên lửa, đâm thẳng đầu vào gốc cây không quan tâm sau đó sẽ thế nào. Bởi vì có sở thích rất tò mò nên nó hay tự dẫn xác vào chỗ nguy hiểm nhưng vẫn vô tư không hề biết gì. Chúng thích ngủ ngày và đi dạo vào ban đêm. Và ban đêm, chúng sẽ leo trèo từ cánh na sang cánh bưởi qua bụi chuối rồi thong dong từ trên mặt đất với đôi chân mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên thì thời gian mà chúng thích nhất để tản bộ thì lại trùng với thời gian những động vật săn mồi hoạt động mạnh nhất. Bên cạnh đó thì nếu như gặp người lạ thì Kakapo sẽ lao tới hít hít và trèo lên vai người để xin ăn. Điều này thì cũng thể hiện được tính cách khá thân thiện của chúng. Loài chim thơm như nước hoa. Vẹt Kakapo có tính cách giống với ngoại hình của chúng là lù đù, vụng về và kỳ quặc. Thế nhưng nó cũng nổi tiếng là loài vẹt có mùi hương cơ thể rất đặc biệt. Người nó tỏa ra một mùi thơm như là nước hoa, mật ngọt, hương hoa thảo mộc. Nhưng cái kết thì không như mong muốn. Chính nhờ vào mùi hương này mà kẻ thù lại dễ dàng tìm ra Kakapo hơn.